cả thế giới ngỡ ngàng về nữ du kích Việt Nam, khiến bốn lính Mỹ mang ơn, 42 năm sau nhận lại cái kết bất ngờ. Mến chào quý vị đang đến với kênh Triết Lý Tinh Hoa. Quý vị thân mến, trong lịch sử kháng chiến giải phóng dân tộc trước năm 1975, có những góc khuất âm thầm. Bên cạnh sự khốc liệt của chiến tranh và bom đạn, đâu đó vẫn ánh lên những câu chuyện của tình người và những nghĩa cử nhân văn cao đẹp của người Việt Nam ta. Câu chuyện của nữ du kích Võ Thị Mô chính là một biểu tượng của lòng vị tha, nhân ái, khiến cả thế giới đều phải rơi nước mắt xúc động. 42 năm trước, người nữ du kích ấy đã kìm lại hận thù, cảm hóa bốn tên lính Mỹ chỉ vì một lý do này. Để rồi 42 năm sau, người phụ nữ ấy nhận lại cái kết mà ai cũng ngỡ ngàng. Vậy câu chuyện về nữ du kích khiến bốn lính Mỹ mang ơn là gì? Cái kết bất ngờ sau 42 năm ra sao? Hãy cùng Triết Lý Tinh Hoa tìm hiểu ngay sau đây nhé! Bà Võ Thị Mô, sinh năm 1947, trong một gia đình cách mạng, có hai anh trai là liệt sĩ. Cha mẹ bà đều là cán bộ khởi nghĩa kháng Pháp ở ấp xóm Bưng, Nhuận Đức, Củ Chi, nên tất cả 11 anh chị em của bà đều tham gia phong trào kháng chiến giải phóng dân tộc từ tuổi thiếu niên. Ngôi nhà của gia đình bà cũng là ụ chiến đấu của quân giải phóng chủ lực trong chuỗi địa đạo Củ Chi. Năm 13 tuổi, bà được hai cán bộ của Tiểu ban Điệp báo Ban An ninh Trung ương Cục Ban An ninh R tuyển dụng làm giao liên mật. Năm 15 tuổi, do còn phải giúp cha chăm sóc vườn tược và năm đứa em, bà đành ngưng công tác ở Tiểu ban Điệp báo và trở thành ấp đội phó du kích ấp xóm Bưng, xã Nhuận Đức. Gan dạ và chiến đấu giỏi, chỉ một năm sau bà được rút lên làm xã đội phó, trực tiếp chỉ huy lực lượng du kích ấp xóm Bưng. Với ý đồ bóc vỏ quả đất để tìm và diệt tận gốc rễ các căn cứ của mặt trận giải phóng dân tộc, quân đội Mỹ tổ chức chiến dịch quân sự mang tên Cedar Falls, đánh vào vùng Bắc Sài Gòn, khu vực Củ Chi. Sáng tinh mơ ngày 8 tháng 1 năm 1967, Mỹ lùa 3 vạn quân, kể cả lính Mỹ và chư hầu, tiến vào Củ Chi khai hỏa. Nhờ đã được lãnh đạo xã quán triệt tinh thần từ những ngày cuối tháng 12 năm 1966, nên sáng hôm đó khi đang tưới đậu, thấy trực thăng Mỹ bay đầy trời, bà Bảy Mô đã hiểu quân Mỹ đã khai cuộc. Vất gầu tưới, bà nhanh chóng chạy về ụ chiến đấu. Ở đó đội du kích của bà cũng đã có mặt đầy đủ. Ngoài đội du kích còn có 2 tiểu đội C-15 quân giải phóng chủ lực được R tăng viện để bám trụ, tức là tổng quân số của ụ chiến đấu này chỉ hơn 30 tay súng. Vũ khí thì chỉ có tiểu liên carbin, CKC, AK và một số hầm sông được ngụy trang kín đáo, bố trí khắp nơi. Về phía quân Mỹ thì mũi tấn công vào xóm Bưng gồm một tiểu đoàn bộ binh trang bị đầy đủ hỏa lực được pháo bày yểm trợ. Nhớ lại ký ức xưa, bà Bảy Mô kể, nếu đánh trực diện thì một tiểu đoàn bộ binh Mỹ nuốt sống hơn 30 tay súng quân ta. Cách đánh du kích là bám vào lợi thế địa hình, địa vật và yếu tố bất ngờ. Quân Mỹ vừa lọt vào trận địa ta bày sẵn, chỉ cần bắn phát đầu tiên là chúng hoảng loạn, rối đội hình. Lớp thì té hầm trông, lớp thì bắn vung vãi vào luồng bụi không người. Sau 2 giờ bị bắn tỉa, thiệt hại quân số hơn 20 người mà không nhận diện được vị trí của du kích nên không dám gọi pháo chấn áp. Quân Mỹ đành gọi máy bay trực thăng đến thu quân. Liên tiếp cả tuần vờn nhau với quân Mỹ, dưới tay chỉ huy của bà Bảy Mô, trận địa Nhuận Đức được giữ vững, tiếng tăm Bảy Mô vang khắp chiến khu. Đoàn phim giải phóng về tận trận địa quay cảnh Bảy Mô chiến đấu và dựng thành phim Nữ Du Kích Củ Chi. Hình ảnh Bảy Mô trở thành biểu tượng cô du kích xinh đẹp ôm súng chiến đấu ngoan cường ở khắp chiến trường miền Nam. Hai họa sĩ Huỳnh Phương Đông và Lê Văn Trương ở R xem tập phim tài liệu đó đã xúc động vẽ lại nhiều bức họa du kích Võ Thị Mô. Những bức họa này được nhà xuất bản Giải Phóng đưa vào tập sách ký họa Miền Nam Việt Nam, Đất Nước, Con Người. Bản thảo được gửi sang Liên Xô, Nga, in ấn hàng triệu bản. Tập sách ký họa Miền Nam Việt Nam, Đất Nước, Con Người được phát hành
khắp thế giới, kể cả Mỹ. Hình ảnh Võ Thị Mô trở thành biểu tượng kháng chiến bất khuất của con người Việt Nam. Riêng bức ký họa của họa sĩ Lê Văn Trương được in vào tem bưu chính. Năm 1965, đội nữ du kích Củ Chi được thành lập. Bảy Mô trở thành chỉ huy trưởng đầu tiên của trung đội này. Ngày 8 tháng 1 năm 1966, quân Mỹ mở cuộc hành quân đại quy mô mang tên Crimp đánh vào Củ Chi. Với 12.000 quân, gồm 2 lữ đoàn 2 và 3 thuộc sư đoàn bộ binh số 1 Anh Cả Đỏ, 1 tiểu đoàn công binh Úc, 8 tiểu đoàn thủy quân lục chiến và biệt kích Việt Nam Cộng Hòa, 300 máy bay chiến đấu, 24 lượt giải bom B-52, 600 pháo, 600 xe cơ giới. Bảy Mô được giao nhiệm vụ chỉ huy đội nữ du kích giữ trận địa Nhuận Đức. Một buổi sáng sớm trong chuỗi ngày căng thẳng này, một tiểu đoàn Mỹ đánh thẳng vào trận địa răng sẵn của Bảy Mô. Bị phản kích bất ngờ, lính Mỹ bắn vô vả rồi bật ngược trở ra, để lại một số tử thi. Nắm rõ tính tình quân Mỹ, thay vì rút lui, Bảy Mô cho quân áp sát đội hình địch. Vì vậy, khi quân Mỹ gọi pháo bắn dọn bãi, đều rơi phía sau lưng đội hình của Bảy Mô. Mãi đến trưa, pháo ngừng bắn, mọi người đòi thu quân. Bảy Mô vẫn lệnh cho mọi người bám trận địa vì thấy máy bay trinh sát quần thảo trên bầu trời. Bảy Mô biết địch sẽ còn đổ quân. Phục kích đến 2 giờ 30 phút chiều, bỗng từ mũi thước ngắm khẩu súng, Bảy Mô trông thấy lần lượt 4 người lính Mỹ bò ra từ bụi rậm. Họ trải một tấm vải dù ngay vị trí quả mìn gài của Bảy Mô. 4 người ngồi 4 góc khui đồ hộp đặt giữa tấm khăn rồi lấy thư, hình ảnh vợ con ra xem. 4 người lính Mỹ ôm nhau khóc ròng rồi đốt các lá thư và hình ảnh vợ con. Lúc đó, chiến sĩ liên lạc của Bảy Mô giật nôn nóng lấy danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ nên đòi bắn. Bảy Mô kiên quyết không cho. Nhớ lại chi tiết này, bà Bảy Mô kể: "Tôi đoán 4 anh lính Mỹ đó lấy hình ảnh vợ con và thư từ của những người vừa chết trong trận đánh buổi sáng. Có thể những người chết là bạn thân của họ. Tôi nghĩ họ cũng có lương tâm như mình, nhưng do bị ép buộc cầm súng đi xâm lược. Lúc đó họ không cầm súng bắn vào mình, vì vậy tôi không thể bắn." 4 người lính Mỹ khóc chán chê rồi rút lui, để lại đống đồ hộp. Uất ức vì không được lấy danh hiệu dũng sĩ, ông Năm, chiến sĩ liên lạc đã ôm đống đồ hộp của 4 người lính Mỹ đến báo cáo với chi bộ chuyện Bảy Mô không căm thù Mỹ. Trong cuộc họp chi bộ tối hôm đó, ông Bí Thư đùng đùng quát mắng, Bảy Mô trần tình nguyên do. Hiểu ra, ông Bí Thư chi bộ làm thinh, không khen chê cũng không kỷ luật. Cuộc họp chuyển sang nội dung bố trí đội hình đánh địch vào sáng hôm sau. Câu chuyện tưởng chừng chìm vào bí mật nếu đêm đó không có một biến cố. Sau cuộc họp tối hôm đó, ông Ba, một cán bộ du kích, chạy về phía địch xin đầu hàng. Để làm quà đầu hàng, ngoài chuyện khai báo cách bố trí lực lượng chiến đấu của ta, ông ta còn kể chuyện Bảy Mô tha mạng của 4 anh lính Mỹ. Một trong 4 người lính Mỹ đó đã tiếp cận ông Ba để hỏi chi tiết câu chuyện. Đó là Trung úy John. Ám ảnh chiến tranh và cái chết, Johnny Pennycate đã ghi chép vào sổ tay cá nhân mẩu chuyện đó như ghi nhận một ân nghĩa đối với người nữ du kích phía bên kia chiến tuyến. Từ câu chuyện này, John nung nấu tư tưởng chống đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của quân đội Mỹ đối với nhân dân Việt Nam. Câu chuyện John và 3 anh lính Mỹ được quân du kích tha mạng lan khắp các danh trại sư đoàn 1 Mỹ đã góp phần tác động tâm lý bãi chiến trong sư đoàn. John đã nhờ người gửi vào căn cứ một thùng quà cho Bảy Mô, xem như đó là nghĩa cử tri ân. Cuộc hội ngộ đối phương sau 20 năm. Năm 1970, bà Bảy Mô được rút về làm phó huyện đội trưởng Củ Chi, sau đó được tướng Nguyễn Thị Định rút về R cho học quân sự ở đơn vị H-12, tức trường sĩ quan lục quân miền Nam. Học xong, Bảy Mô được giữ lại làm cán bộ huấn luyện sĩ quan chuyên khoa du kích. Kết thúc chiến tranh, Bảy Mô vẫn tiếp tục giảng dạy tại trường sĩ quan lục quân cho đến năm 1978. Do sức khỏe yếu và cũng do kinh tế gia đình khó khăn,
bé Mô xin ra quân với hàm trung úy. Hộp tiếp đạn khẩu súng K-54 mà bé Mô sử dụng được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Chỉ quen chiến đấu không hòa nhịp kịp với cuộc sống đời thường, bà Bé Mô bươn chải đủ thứ nghề để kiếm sống. Bà trôi dạt về tận Tây Ninh, sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Phần John, sau khi trở về Mỹ, đã trở thành nhà văn và tích cực tham gia vào làn sóng phản đối chiến tranh Việt Nam. Năm 1985, ông trở về Việt Nam đến Củ Chi tìm ân nhân Bé Mô. Không ai còn biết bà Bé Mô trôi dạt nơi đâu. Qua những người cựu chiến binh ở vùng đất thép Củ Chi, John Pennicate đã có được cái nhìn toàn cục cuộc chiến bảo vệ đất nước của vùng đất này. Và cũng qua những người cựu chiến binh, ông ta cũng biết thêm cuộc đời ân nhân Bé Mô của mình. Đầu năm 1989, John liên kết với nhà báo đạo diễn truyền hình Tom Manco cho xuất bản quyển sách The Toner of Củ Chi, nhà xuất bản Berkeley, New York. Quyển sách đã ca ngợi cuộc chiến đấu chính nghĩa nhân văn của nhân dân Việt Nam qua hình tượng những người du kích Củ Chi. Trong đó quyển sách dành hẳn một chương ca ngợi nữ du kích Bé Mô. Quyển sách trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Anh, Mỹ. Ngay sau đó, lần lượt các nhà xuất bản Holter, Stoughton, London, Albin Michael, Paris tái bản hàng triệu bản. Manco là một nhà báo, đạo diễn truyền hình cư trú ở Anh, nhưng nổi danh khắp bán cầu phương Tây với các loạt phóng sự điều tra chiến tranh. Giữa năm 1989, nhà văn John Pennicate và đạo diễn truyền hình Tom Manco trở lại Củ Chi lần nữa với quyết tâm tìm bằng được Bé Mô. Sau cả tháng dò hỏi, cuối cùng họ cũng tìm được bà tại bệnh viện Tây Ninh. Bà kiệt sức vì chống chọi với cái nghèo. Nhà văn John Pennicate và đạo diễn truyền hình Tom Manco nhờ Sở Ngoại vụ Tây Ninh tổ chức một cuộc đón tiếp long trọng Bé Mô tại một khách sạn của công ty du lịch Tây Ninh để tặng sách. Khi đến nơi, thấy tấm thảm đỏ, bà Bé Mô rụt rè bỏ dép bên ngoài. John Pennicate vội quỳ sụp xuống mang dép vào chân của bà rồi nói: "Bà là ân nhân của tôi. Ở đây, bà là người quan trọng nhất." Khi kết thúc cuộc trò chuyện để quay phim tài liệu, John Pennicate chân thành hỏi bà: "Bây giờ bà mong muốn gì? Bà có muốn tôi giúp bà một số tiền để cất nhà không?" Bà Bé Mô chân tình kể bằng giọng mộc mạc: "Trời ơi, lúc đó đang khổ gần chết, trong bụng thèm nói tôi cần tiền. Dì suy nghĩ lung lắm. Nếu nói cần tiền, nó sẽ khinh mình." Sau khi đắn đo suy nghĩ, dì trả lời vậy: "Tôi cần đất nước hòa bình, không ai xâm lược. Ai xâm lược, tôi sẽ hô hào con cháu đánh nữa." Cái mộc mạc chân quê của bà Bé Mô đã khiến nhà văn John Pennicate và đạo diễn truyền hình Tom Manco xúc động đến rưng rưng nước mắt. Hiện nay bà Bé Mô trở về sinh sống ở ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi. Nhờ được đồng đội cũ giúp đỡ, bà có được một căn nhà khang trang và mảnh vườn trồng cây ăn trái. Cuộc sống đã ổn định, bà đang được đề nghị xét tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Quý vị thân mến, truyền thống của người Việt Nam chính là như vậy. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, lòng yêu nước vẫn được đặt lên trên tất cả. Lòng vị tha, nhân ái chính là bản tính vốn đã chảy trong huyết quản của mỗi người dân Việt. Bên cạnh câu chuyện của bà Bé Mô, vẫn còn rất nhiều những câu chuyện về lòng vị tha dành cho những người bên kia chiến tuyến, khiến biết bao thế hệ vẫn xúc động khôn nguôi. Thảm sát Mỹ Lai và 50 năm kiếm tìm sự tha thứ. Sau nửa thế kỷ, không chỉ có các nạn nhân Việt Nam, mà nhiều người Mỹ cũng chưa thể vượt qua nỗi ám ảnh từ cuộc thảm sát Mỹ Lai. Mike Hasty, một cựu binh và cũng là phóng viên chiến trường thời chiến tranh Việt Nam, rút trong túi ra một bức ảnh in khổ lớn. Bức ảnh chụp đầu một chiếc trực thăng có hình chữ thập đỏ và một chữ Y, tại sao? Viết hoa phía trên. Mike đã chụp bức ảnh này ở chiến trường An Khê năm 1970. Đó là dòng chữ mà chính những người lính Mỹ đã vẽ lên chiếc trực thăng để bày tỏ sự thất vọng và giận dữ vì bị chính phủ lừa dối.
Nói dối là vũ khí mạnh nhất trong chiến tranh, Mike nói. Ông cho rằng cuộc thảm sát Mỹ Lai là ẩn dụ cho toàn bộ chiến tranh Việt Nam. Và không dừng lại ở Mỹ Lai, chính phủ Mỹ đã gây ra nhiều Mỹ Lai khác ở Việt Nam. Chính sách của Mỹ không chỉ là tiêu diệt kẻ thù trong chiến trận để ngăn địch tới vùng hòa bình, mà sát hại những người dân không vũ trang để tiêu diệt ý chí và khả năng chiến đấu. Người phóng viên chiến trường phân tích, tròn 50 năm sau sự kiện đẫm máu, đứng trước đài tưởng niệm các nạn nhân, Mike Hasty tỏ ý trân trọng nỗ lực xây dựng quan hệ tốt để phát triển kinh tế giữa hai nước. Nhưng tôi muốn nói với chính phủ và người dân Việt Nam rằng không vì thế mà lãng quên quá khứ. Cựu binh Mỹ lo ngại, chúng ta phải nhắc nhở thế hệ tương lai về Mỹ Lai, nếu chúng ta chôn vùi lịch sử, chúng ta sẽ vùi lấp công sức của những người đã ngã xuống vì quê hương. Đó là sáng 16 tháng 3 năm 1968, giữa mùa thu hoạch khoai lang ở làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Trên những con đường và gò đất ở thôn Mỹ Lai, phơi đầy khoai lang mới sắt. Bà Hà Thị Quý hôm ấy dậy sớm để xí chỗ phơi khoai trên mảnh đất gò. Nhà hôm ấy chỉ còn mấy người phụ nữ và trẻ con, là mẹ bà Quý, đứa con gái 17 tuổi và đứa cháu. Chồng bà đã đưa hai con trai đi lên núi chăn bò từ sáng. 7 giờ 27 phút, trực thăng Mỹ bay tới. Sau các loạt đạn dẹp đường, 100 lính đổ bộ xuống Mỹ Lai. Bà Quý nhìn thấy lính Mỹ tiến về nhà mình, nhưng không chạy, vì nghĩ không có Việt Cộng thì họ bắn làm gì. Người phụ nữ 93 tuổi vẫn nhớ rõ cảm giác hồn nhiên của mình 50 năm về trước. Lính Mỹ không nghe bà nói, họ đập àng nước, lu đựng củ, lang khô, rồi chĩa súng vào 4 người trong nhà, ra lệnh phải theo họ ra đồng. Cô con gái 17 tuổi bám vào tay mẹ lý nhí. Chắc họ bắn chết mất mẹ ơi. Bà Quý cả quyết. Cứ đi đi con, sống chết gì cũng đến số rồi. Với niềm hy vọng ngây thơ rằng bà đã gặp lính Mỹ nhiều lần, nhưng rồi bà bàng hoàng nhận ra, chưa có đội quân nào tàn bạo đến thế. Lính Mỹ tập hợp họ thành hàng dài bên bờ mương và bắt đầu nã đạn. Bà Quý đã sống sót nhờ bị vùi lấp dưới xác người, bị thương ở mông và chân phải, không thể leo lên bờ mương. Bà nằm thoi thóp trong bê bết máu. Cuối ngày hôm đó, trên các bản tin của quân đội Mỹ, 128 Việt Cộng đã bị tiêu diệt sau một ngày chiến đấu khốc liệt. Tướng William Westmoreland, tư lệnh của lực lượng Mỹ tại miền Nam Việt Nam, có lời khen đơn vị của ông đã làm việc kiệt xuất. Sau sự kiện Tết Mậu Thân đầu năm 1968, tình báo Mỹ cho rằng tiểu đoàn 48 thuộc mặt trận giải phóng miền Nam đang lui về ẩn náu tại làng Mỹ Lai. Địa danh này được đánh dấu trên bản đồ quân sự là Pinkville, làng Hồng, nơi tình nghi có Việt Cộng ẩn náu. Vụ việc được dư luận Mỹ nhận thức nhờ vào sự cắn rứt lương tâm của chính những người lính đang tham chiến. 6 tháng sau, Tom Glenn, một anh lính 21 tuổi, của lữ đoàn số 11 đơn vị thực hiện chiến dịch Pinkville, viết thư cho tướng Grayton Abram, người mới thay Westmoreland trong vai trò chỉ huy lực lượng Mỹ tại Việt Nam. Anh kể về những sự hẹp hòi chủng tộc và không quan tâm đến cảm giác của con người. Điều mà anh tin là không chỉ tồn tại trong đơn vị của mình mà đang là hành vi phổ quát. Sự thật về Mỹ Lai tiếp tục chìm vào câm lặng cho tới một năm sau. Một người lính khác viết thỉnh nguyện thư gửi đến 30 nghị sĩ Mỹ. Anh tham gia một cuộc rà soát bằng trực thăng sau sự kiện vài ngày và phát hiện ra thi thể của một phụ nữ Việt Nam với dấu vết của lữ đoàn 11. Và phải cho tới tận tháng 11 năm 1969, nhờ sự vào cuộc của báo chí, những mảnh sự thật đầu tiên mới được phơi bày. Báo The Plain Dealer số ra ngày 20 tháng 11 năm đó đăng bức ảnh đầu tiên về cuộc thảm sát. 4 tiếng được tuyên bố là một chiến dịch thắng lợi của quân đội Mỹ tại các thôn của Sơn Mỹ đã cướp đi sinh mạng của hơn 500 người Việt Nam. Nhưng ngay cả với người Mỹ thì sự kiện kinh hoàng ấy cũng đã tước đi của họ nhiều cuộc đời. Chỉ có một người bị tòa án Mỹ buộc tội sau vụ thảm sát Mỹ Lai là Trung tá William Kalajia. Tay súng này bị cáo buộc đã xử tử 22 người không có vũ trang trong sự kiện.
và thụ án 3 năm rưỡi cho đến khi được ân xá. Nhưng có nhiều người khác chịu sự giày vò, binh nhất Vanado Simpson là một ví dụ. 20 năm sau sự kiện khi các nhà báo gặp lại tay súng này, ông ta đã mắc hội chứng stress hậu chấn động PTSD nặng nề. Tay và chân của Simpson không ngừng run và trong đầu Simpson là một phiên tòa bất tận. Ông ta thừa nhận đã ra tay với khoảng 25 người. Năm 1977, một vụ cướp cò súng đã cướp đi đứa con trai 10 tuổi của Simpson. Thằng bé ra đi trong tay tôi và khi tôi nhìn vào nó, gương mặt nó giống như một đứa trẻ mà tôi đã từng ra tay. Và tôi thốt lên, đây là sự trừng phạt dành cho tội ác của tôi, Simpson nhớ lại. Một thời gian sau, con gái của Simpson cũng qua đời vì bệnh viêm màng não. Và vào ngày 4 tháng 5 năm 1997, ở tuổi 48, cựu binh này tự kết liễu mình bằng một khẩu súng trường. Thời gian không giúp nhiều người trong số họ lấy lại được cân bằng. PTSD trở thành một khái niệm quen thuộc với nhiều người Mỹ hậu chiến tranh Việt Nam. Và nó xuất hiện thường xuyên bên cạnh danh từ Mỹ Lai. Con tôi gặp vấn đề với Việt Nam, cha của Robert nói. Khi rời nước Mỹ, Robert là một chàng trai đôi mươi bình thường, trở về từ chiến tranh, bị khởi tố vì giết hai đứa trẻ tại Mỹ Lai. Dù không bị kết tội, Robert giải quyết tâm lý trong 20 năm sau đó bằng ma túy và rượu. Những năm cuối cùng, Robert sống lang thang chè chén cùng vợ. Năm 1988, trong một cuộc tranh luận bên chai vodka, người vợ đã kết thúc cuộc sống của ông này bằng một phát đạn vào đầu. Sau khi Robert qua đời, luật sư của ông nói rằng trên đường ra khỏi Mỹ Lai, tay lính trẻ thấy hai đứa trẻ bị lòi ruột ra ngoài. Trong một phản ứng cảm tính, Robert đã dùng một khẩu M16 để kết thúc sự đau khổ cho chúng. Có rất ít trong số những người đã trực tiếp xả đạn ngày hôm ấy đủ can đảm để quay trở lại Việt Nam. Như Ken Shane, người bào chữa rằng ông đi lính năm 19 tuổi, trước khi đến Việt Nam, thậm chí ông không nghĩ người Việt Nam là người. Tôi chỉ là một người lính tuân theo mệnh lệnh, Shane nói khi tham gia bảo tàng Sơn Mỹ 10 năm về trước. Gặp ông Phạm Thành Công, nguyên giám đốc ban quản lý khu chứng tích Sơn Mỹ, người mất mẹ, chị gái và em trai, Shane ngập ngừng. Tôi là một trong những người lính đáp xuống đây từ trực thăng hôm ấy. Tôi muốn xin lỗi người dân Mỹ Lai. Trong cơn giận tràn lên lồng ngực, ông Công truy vấn. Ông cảm thấy thế nào khi bắn giết những người dân thường? Ông có xuống tay dễ dàng? Shane không thừa nhận mình đã giết ai đó. Điều duy nhất tôi có thể làm là mong được lượng thứ. Ông Công kìm cơn giận. Ở Việt Nam, chúng tôi có truyền thống rằng hãy cho qua chuyện quá khứ. Nhưng trong trái tim, chúng tôi không thể quên. Hãy dạy cho thế hệ trẻ, con cháu của ông, đừng lặp lại điều đó nữa và đừng gây chiến bất kỳ đâu trên thế giới. Ken Shen không quay trở lại Mỹ Lai thêm một lần nào nữa. Quay trở lại là những người lính không xả đạn, nhưng mang mong muốn cứu chuộc những sai lầm của nước Mỹ, như phi công Hawk Thompson và xạ thủ Lauren Cockburn, những người lính năm ấy đã ngăn cản cuộc thảm sát. Hai người lính Mỹ ấy đã cứu sống Đỗ Ba và 9 người dân Mỹ Lai khác khỏi họng súng của đồng đội mình. Tôi đang nằm giữa đống xác người thì có chiếc tàu bay đậu xuống. Hai ông Mỹ thấy tôi ngọ nguậy đã bế tôi lên. Ông Ba bây giờ đã ở tuổi lục tuần nhớ lại. Mẹ và em gái vừa chết dưới 3 loạt đạn tàn khốc của người Mỹ. Bản năng phòng vệ khiến ba chân người như cục đất. Ông Mỹ đặt cậu bé lại và tiếp tục tìm giữa những thi thể. Phải đến lần thứ 3 được bế lên, cậu bé ba mới tin những người này không định giết mình. Ba được đưa lên trực thăng bay ra Chu Lai cấp cứu. Năm ấy, Hawk Thompson và Lauren Cockburn chỉ ngoài đôi mươi. Họ bay qua bầu trời Sơn Mỹ và quyết định đáp xuống khi nhìn thấy những xác người. 30 năm sau, họ mới gặp lại nhau tại sân bay Đà Nẵng. Nhân một sự kiện tưởng niệm, họ ôm nhau và Đỗ Ba nhận hai người lính Mỹ đã cứu mình làm cha nuôi. Ông không đọc được tiếng Anh, không phân biệt được hai ông cha tôi, mà chỉ biết có một ông cha mập và một ông cha ốm. Ông Ba bảo rằng thời gian trôi qua rồi ai cũng nguôi ngoai dần. Ông lý luận, không phải cả nước Mỹ giết làng Mỹ Lai, mà một trung đội, đại đội nào đó. Rồi kết luận, căm thù giặc Mỹ thì đúng, chứ căm thù người Mỹ thì không đúng.
ông Mân gần nhà ông Ba, ngồi liệt kê hai phía nội ngoại, bà con, có đến gần 100 người bị sát hại. Hồi mới nóng hổi, thấy Mỹ là tức lắm, nhưng giờ cũng đổi mới rồi, cứ ôm mãi mối thù thì làm sao hòa nhập. Không phải ai trong số họ cũng có thể tha thứ. Mỹ không bắn nó thăm, chứ Mỹ bắn nó có về xin lỗi đâu. Bà Lê vẫn khóc dấm dứt. Người phụ nữ 89 tuổi đã mất 11 người thân trong ngày 16 tháng 3 năm ấy. Nhưng không ai trong số họ cho phép mình được lãng quên sự kiện này, hay là bất kỳ ai đã biết đến thảm sát Mỹ Lai. Những ngày tháng 3, trước đài tưởng niệm những nạn nhân của cuộc thảm sát, vẫn là những đoàn người, là nhang khói, là hoa sen, và cả những tiếng khóc của những người từ xa tới khi nghĩ về nỗi đau dân tộc mình đã phải gánh chịu. Năm 2016, hai tin Lauren Con Buôn qua đời. Đỗ Ba nhờ người in tấm ảnh Con Buôn bắt tay Thompson để xin ông bà rước về bàn thờ. Cái bàn thờ trong căn phòng chưa đầy 20 mét vuông, thờ chung cả người mẹ đã mất trong cuộc thảm sát, cạnh một người lính từ phía bên kia. Tôi cũng làm mâm cơm, con gà, rước mấy ổng về như người Việt Nam mình thôi, ông nói.